Kè cá là kè bằng những cái dụng cụ kè thì chưa bao giờ mình thấy anh em kè bằng gích, thì bữa nay mình thử cho cá lóc kè bằng gích nhưng mà mình không cho nó ăn nha, tại vì con gích này nó bự hơn em cá lóc mình từ gói luôn đó. Thấy à, đó lượn lượn mê lắm. Rồi em cá lóc này ở dưới đây này đó, đó lượn đã không. Thôi giờ mình qua em cá nhỏ nha, thử em gặp con gích nó như thế nào nha. Đó, kè luôn mà bình thường không kè đâu anh em, bình thường đâu có trồng. Mà cá rồng thì anh em biết rồi, gặp kích là khoái là mê lượn theo nè. Mấy cá này sáng mình cho ăn hết trơn rồi nha. Qua clip này là mình nói tại sao mà mình đem em từ trên đây xuống đây, mình tan nên em quyết long một thời gian cũng chừng tháng hay tháng gì đó mình không biết, mình coi như thế nào thì mình thử mình lấy cái đèn tăng ninh đó mình tăng ninh cho em này. Em này là cũng có thể được gọi là em bói blue hoặc là HP blue hay là 24K blue đó tùy anh em thôi, thì mình hay gọi nó bói blue tại vì dãy nó đã leo lên tới lưng rồi đó. Thì bây giờ mình bỏ ra cho em cá này, em cá này mà từ bữa tới giờ đem xuống đây là nó bị chết, nó không ăn gì hết. Thì giờ mình thử mình bỏ một em vít này vô coi nó ăn không. Em vít này cũng nói luôn nha, những cái này làm vít cho nó ăn á, xử lý cái đầu với cái này nha, phải xử lý nó, không xử lý nó là nó quay lại nó trắng vô cái má hoặc là vô mắt là mệt á. Coi mê không, nó xuống đây hơi bị chết đó, vừa nếm đó, đó. Giật 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 giật. Em nghĩ cái cảnh tượng mà con gích mà con cá nó không ăn cái đầu mà nó ăn cái đuôi trước rồi nó quay lại nó cắn đó, bởi vậy làm sao tại sao mình phải kêu mình xử lý. Mà cái mồi gích này nè anh em có nhầm lẫn á, cho cá rồng nó ăn gích á, là nó lên màu, thì mỗi người có mỗi cách nhìn nhận nó khác nhau, nhưng mà đối với mình á, rồng mà gặp gích thì nó chỉ có sung thôi, còn có việc lên màu hay không á, là do quá trình em nuôi đó. Anh em nuôi sai cách, full còn nhỏ mà để vô hồ không đen không đánh đèn thì đương nhiên nó phải tụt thôi đó, còn có khi mà anh em đánh đèn nó yếu thì nó cũng phải tụt, chứ không phải là cho ăn gích nhiều hay là cho ăn mồi gích là nó lên màu đó, nó không phải đâu. Gặp gích cá rồng hay là tất cả cá nào khác thì tại sao mình lấy con gích mình cho cá lóc nó kè là vậy, con cá săn mồi gặp gích là nó sung, nhưng mà cái việc mà cho con cá rồng mà nó ăn gích lên màu á, thì đối với anh em như thế nào, mà đối với mình là mình không có tin chuyện đó. Mình chỉ tin là thứ nhất nuôi đúng cách, đèn không nền nước thức ăn thì mình đa dạng mồi vậy thôi, rồi con cá nó tự động lên. Có rảnh thì mình sẽ mua lấy những em cá mà cá chê nhỏ, cá chê chê giống á, nhỏ về thử cho mấy cá để ăn, rồi mình sẽ cập nhật cho anh em coi một clip đó nếu mà có. Còn có lòng rồng thì mình sẽ mua lòng rồng. Rồi chào anh em.